Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sửa con Galaxy Mini S5570. Con này mình được nhận vô là nó bị liệt phím, có nghĩa là ba phím này nè, phía dưới á, bấm không ăn. Thì đây là những cái phím cơ đơn giản, bên trong nó có chán phím á, thì các bạn mở ra các bạn kiểm tra, đa phần nó bị vô nước đó, nó sẽ không tiếp xúc được. Bấm nó không tác động gì hết. Cái cách này áp dụng luôn cho mấy cái điện thoại cơ bản như Nokia hoặc là mấy bạn điện thoại mà phím bấm thông thường. Về nguyên tắc, những cái phím thì nó sẽ được cấu tạo gồm các mai chạm bằng phím, gồm các hàng các cột. Thì những cái đường hàng cột này nó sẽ đưa vào con CPU ha. Mà để mà nhận biết cái phím nào mình muốn bấm thì sẽ có một cái chén phím. Để mình mở ra cho các bạn thấy. Tách cái vỏ ngoài ra nha. Đây là phần bo mạch ha. Ở đây có hai socket, cái socket màn hình. Tách ra luôn. Đây là socket cảm ứng. Mình nhẹ nhẹ thôi nha, một số bạn không chú ý này mạnh quá nó sẽ bật cái socket này ra. Đây mình sẽ tách cái bo mạch ra ngoài. Đây màn hình nè, đây là cảm ứng. Phía trên này á là cái dây cáp của loa, nó sẽ ăn chung với cái màn hình nè, LCD nè. Nó không có cái những cái tiếp xúc cảm ứng trên bo mạch mà nó đi chung với màn hình luôn. Còn đây là cáp cảm ứng rời. Đây phần bo mạch của nó. Đây là con IC bộ nhớ flash, còn chip CPU Qualcomm. Phần này là phần IC công suất. Đây là IC trung tầng nè. Đây là tiếp xúc anten nè, nó đi qua bộ lọc xo ha, đi qua con IC công suất. Mình không nói nhiều về cái cấu tạo của cái bo mạch này, mà mình ở đây mình nói sơ qua và đi vào cái nguyên nhân chính của nó là liệt phím á. Ở đây là cấu tạo của nó là gồm có ba nút. Nút này là nút cơ chứ không phải nút cảm ứng nha. Mặc dù cái điện thoại của mình là dùng loại cảm ứng, nhưng mà đây là điện thoại đời cổ rồi. Đó, cấu tạo nè. Một cái phím bấm thiết kế như một cái ma trận gồm các hàng các cột. Khi mình bấm nút á thì những vị trí nào á nó tiếp xúc với nhau thì con CPU ở trên đây nó sẽ nhận biết được là cái phím nào mình điều khiển á, mình bấm nút. Trong một số trường hợp máy có quạt bị vô nước á,
thì nó sẽ làm đứt mạch, đứt đường. Còn nếu cái trường hợp của các bạn đang sử dụng mà các bạn gặp phải trường hợp mà liệt phím, cái bo mạch các bạn không bị rơi vỡ hoặc là bị vô nước thì bạn yên tâm ha, nó sẽ không bị đứt đường đâu. Ở đây nè, mình sẽ vệ sinh những cái hàng cột của mai chạm bàn phím này. Còn đây là chén phím ha, nó sẽ khi mình nhấn nút vô cái chén phím này nó sẽ tiếp xúc cái hàng cái cột hai chân này nè, tiếp xúc với nhau. Từ đó con CPU mình á nó sẽ biết được mình đang tác động vào phím nào. Nếu mà các bạn ở nhà mà có cồn á, mình dùng cái bông gòn ha, mình thấm cồn hoặc xăng rửa bo á, mình sẽ vệ sinh lại. Còn trường hợp mà các bạn muốn vệ sinh cái này á thì một cách đơn giản hơn là ở nhà mình có cái lưỡi da rọc giấy hoặc là bột gôm á, mình sẽ chà sát ha, làm cho xước cái phần tiếp xúc chỗ này nè và hai má đồng của cái phím á. Để mà vệ sinh á thì ở nhà nếu các bạn có xăng rửa bo càng tốt ha, còn không á thì mình dùng một ít cồn đây. Sau đó mình dùng bông gòn ha, mình sẽ vệ sinh lại cái phím mà bị dơ. Mình chà cho sạch là nó sẽ tiếp xúc lại ha. Mình nói trong trường hợp mà bo bị đẹp, không bị vấn đề gì á, lâu ngày á nó sẽ bị mất tiếp xúc. Đó, mình chà sạch mất cái phím này. Các bạn và sao cho thấy cái má đồng á nó sẽ sáng bóng lên ha. Còn trường hợp mà mình không có cồn á thì mình dùng cái cục gôm, cục tẩy á, mình chà nó cũng sáng bóng lại. Đó, mình cứ chà sạch cho đến khi mình thấy cái mấy cái má đồng này nó sáng bóng là ok ha. Mình đã xử lý được cái phần chân đồng của một cái phím bấm. Phần tiếp theo đây là cái chén phím của nó. Nó có tác dụng là khi mình ấn nút vô là cái phần kim loại của chén phím này nó sẽ làm chập mạch hai má đồng này. Thì ở đây mình dùng một cái mũi dao ha. Ở nhà mình có lưỡi lam à, dao rọc giấy nè, mình cạo cái chén phím này. Đa phần nguyên nhân á, cái chén phím này nó dơ, nó sẽ mất tiếp xúc ha. Đó, mình cứ cạo cho nó xước. Cạo sạch nha. Trên cái phần bo mạch nè, phần chân đồng á, các bạn không nên cạo nha, mà các bạn chỉ cạo cái phần mà chén phím. Còn một số trường hợp mà các bạn mà có chà ăn chén phím á, mình thay luôn, mình không cần cạo, miễn sao làm cho cái phần kim loại này nè nó sẽ làm tiếp xúc được hai cái chân đồng của một cái phím bấm. Sự việc sửa cái phím bấm bị liệt á khá đơn giản, và sau đó mình chỉ cần ráp lại thôi. Các bạn chú ý, một cái miếng dán phím này á nó sẽ có mấy cái lỗ để định vị. Đây ở dưới nè, nó sẽ có hai lỗ, phía góc này nó có một lỗ ha, mình chỉ cần đặt đúng cái lỗ của nó là ok. Mình lấy mũi nhíp á, mình định vị ha. Đó,
nhét cho đúng vậy là ok rồi. Rồi mình chỉ cần dán luôn. Mình dán mình vuốt là xong rồi. Việc sửa cái mấy cái máy mà nó bị liệt phím như này khá đơn giản, khá dễ dàng. Mình không cần phải ra tiệm, mình thuê người vệ sinh lại. Nói như vậy đã xong rồi ha. Tiếp theo á, mình chỉ cần ráp vô mình test máy thôi. Ấn cho sát ha. Đừng để nó bị hở mạch trên bo. Rồi socket màn hình đó mình gài vô. Socket cảm ứng. Phần này phần tiếp xúc anten nha, phần này phần tiếp xúc chuông loa. Nếu mà mình thấy cái tiếp xúc này nó thấp quá thì mình nâng nó lên ha. Mình đẩy nó lên là ok. Mấy cái đồ điện tử này các bạn nên nhẹ tay thôi nha, không nên làm quá mất công nó gãy nó phát sinh đó. Rồi ở đây mình gắn nút nguồn vô. Cách làm này là cách làm tương tự cho những cái máy Nokia cũ á, hoặc là các phím chức năng dùng lại cơ. Phóng mình bóp sát vô. Rồi tiến hành mình siết góc vô. Ốc của mình siết chặt tay nha, đừng có lỏng quá. Lỏng quá sẽ làm mất tiếp xúc á, nhất là tiếp xúc loa chuông anten. Tiếp xúc anten hở thì nó sẽ sống yếu ha, sắp chụp chờn. Còn loa mà tiếp xúc yếu á, không tiếp xúc á thì nó sẽ làm cho không có chuông. Hoặc chuông lúc được lúc không. Đó, mình siết chặt tay thôi, đừng siết mạnh quá. Ốc của điện thoại các bạn gắn đủ nha, không nên gắn thiếu ốc. Rồi ở đây mình gắn sim vô mình test. Bật nguồn. Nó sẽ boot khởi động lên. Rồi mình sẽ test các phím chức năng mình vừa vệ sinh xong. Là ba phím dưới này nè. Đó. Như vậy đã xong khá dễ dàng ha. Các bạn chỉ cần vệ sinh chén phím là ok ha. Rồi, video này mình đã hướng dẫn các bạn cách vệ sinh
những cái trường hợp mà phím cơ của điện thoại di động á nó bị liệt phím. Video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.